Rồi xe này nổ máy rồi anh em ơi. Thì logo mấy nay nên logo mấy nay nên là chưa có gáp, thì giờ gáp rồi. Thì để test thông số cho mọi người xem ha. Thì xe này là nói chung là chạy không có nổi. Đó, chạy không có nổi ha. Chạy rất là yếu, ra đầu hộp không à. Thì sau khi kiểm tra thì thấy cái áp suất của nó, áp suất buồng đốt của nó chỉ có 7 ký mấy thôi. Thì bây giờ là đã lên 11 ký ha. Đầy đủ trên 500 vòng. Khi bấm đề trên 500 vòng thì áp suất của nó là 11 ký. Thì là tốt ha mọi người ha. Logo 5 thì áp suất của nó là 11 ký mới đạt cho mọi người. Là chuẩn luôn. Rồi thì cái này là giờ đề máy đủ 500 vòng là nó đã lên 11 ký, là áp suất buồng đốt là đã ok. Áp suất buồng đốt ok. Rồi thì khi mà cái giải vòng tua này của nó ở 1600-1700 thì thời gian phun nó 1.5-2 chấm thì là cũng là ok nha mọi người. Góc đánh lửa 5 độ. Đó, góc đánh lửa 5 độ ha. Của dòng Yamaha thì góc đánh lửa nó là 5 độ là tốt rồi. Ví dụ mà nó bị buri, chụp buri hay mô kinh sườn gì đó mà anh em để ở cái vòng tua 1600-1700 có thể là nó không nằm ở mức 5 độ. Thì bây giờ vậy là đã đạt ha. Thì thời gian phun của nó thì của dòng da thì đa số nó là 1.5 nha mọi người. Thì lâu lâu nó giật lên 2 chấm. Đó, thì cái đó cũng không sao đi. Thì cái xe này là cái cũ á. Để mình test sẵn, có xe mình test cho anh em xem luôn để mình thử mình giật cái bộ ba cảm biến ra ha mọi người ha. Thì mình cũng nói luôn là dòng xe Grande Janus, anh em giật bộ ba cảm biến ra dẫn nổ máy. Dòng lưu năm này thì mình nhớ là hình như giật ra là không nổ máy, thì bây giờ mình giật ra thử ha anh em ha. Mình giật ra thử để xem coi nó có nổ máy hay không. Đó, anh em thấy không, nổ máy được trong vòng khoảng 1.5 giây là nó sẽ tắt máy ha. Thì nếu mà cái này nó bị lỏng, bị cái gì đó ra thì nó sẽ mắc lửa, mắc bơm xăng ha. Thì rồi cái con ECM thì nó có nói như vậy. Cái dây nguồn cảm biến 5V nè, luôn 5V nè. Khi mà con ECM nó bị mắc mát á, thì anh em đo ở đây nó sẽ là ra 12V nha anh em nha. Vậy là giống như cái chiếc xe, giống chiếc xe đó thì khi mà nó mắc mát của ECM thì nguồn 5V có cho cảm biến á, thì nó là 12V. Khi nó có mát thì nó mới là 5V nha anh em. Còn bây giờ mình sẽ ghi cái này vào đây anh em ơi. Thì anh em lưu ý ha, mấy cái chỗ này lâu lâu nó bị lỏng, có thể là cái này ghim vô anh em phải nghe nó làm cái tách nha. Phải lấy cái vít hay gì đó anh em nại cái này hoặc bấm mạnh vô. Nó làm một cái tách nó mới dính cứng được nha. Đó. Rồi bây giờ mình nổ máy lại. Gì con? Chúc mẹ về ba mua kẹo cho. Chúc nữa ba mua cho. Vậy là ok mọi người ha. Thì xe này một hồi nữa mình reset cái van ESC lại cho cái vòng tua nó nhỏ lại tí xíu. Này nó đang cao xíu mọi người. Thì xe này hồi nãy là lúc mà mình mở ra đó thì mình thấy ở chỗ để coi coi. Hồi nãy cái chỗ này nè mọi người, mình thấy là ai điều chỉnh lên là cộng 5 nha mọi người. Mình không biết là do đi một thời gian, không biết là do đi một thời gian là nó này nó không lên. Công tắc gốc mở bướm ga. Rồi là chốt lại là cái xe này là ngon lành ha. Thì mở ra là mà xúc bắp gon phốt thay nước mát mới đó, xúc nước mát thay nước mát mới vệ sinh động ga. Thì có lấy kim phun thử nhưng mà không hết. Rồi để lấy kim phun để xúc lại cái kim phun cũ này kìa, coi nó có bị rịnh, có bị đá dầm không. Nếu mà nó bị rịnh, bị đá dầm thì cũng khả năng cũng hao xăng ha. Bây giờ thấy thời gian phun nó không còn nằm ở 4 chấm nữa, vậy là cũng là ok rồi. Mỗi xe vào đây thì cũng xong rồi nha anh em. Đó, rồi, tiêu. Xe này xong rồi. Ba. Gì con? Con muốn mua kẹo ba mẹ thích xuống rồi em rồi ta mua kẹo đi. Chúc mẹ về ba mua cho. Chúc
Rồi thôi vậy anh em ha, quay lên xe của chị thì chắc mai chị ơi, mai để em ráp mấy cái này vô cái rồi mai em nổ câu đai này kia cái gì lên em giao cho. Đó thì xe này vệ sinh mấy cái phần này lại làm số bắp lại. Lọc gió thì để coi coi nó nếu mà nó dơ thì coi nó dơ không dơ thì thay luôn. Nhớt nhau là ok rồi. Rồi. Chào ngon lành nè.